Review Đi giữa trời rực rỡ. Chào mừng các bạn đã đến với Đi giữa trời rực rỡ tập 19. Nếu như ở tập trước đó như chính thức tuyên chiến với Pu vì trai và còn là mình làm mày thì tập này, chàng kỵ sĩ của cô đã có mặt kịp lúc để giải nguy cho cô. Đụng tới ai thì đụng nhưng đừng đụng đến vợ anh trải xếp. Gãy rồi, bắt đền nó. Rõ ràng là dập mông mà chứ có dập tay đâu. Dập cái gì anh biết được hả? Đền đi. Sợ quá, sợ. Hả? Đàn bà con gái xong mày ra tay mạnh đi. Bỗng dưng ở đâu xuất hiện lại còn động tay động chân. Trải và Tà đã bị chị Lê hỏi danh tính. Trải đã trả lời với vẻ mặt đầy tự hào. Chúng ta xin cho cháu giới thiệu. Tôi là chồng của Pu. Thật keo luôn. Quả này bắt nạt vợ tôi thì tôi đứng ra tôi chặn. Người cứ như không xương. Đúng đúng. Chẳng tí đủ. Vợ với chồng đừng có nói xạo. Con Pu nó thấy anh, nó chạy mất dép kìa. À ừ, cô cứ thử động vào Pu xem, rồi tôi cho cô biết thế nào đi không nhá. Xin đừng kể nhau, xin đừng tấn nhau. Xấu cho em. Thấy mấy đàn chị này cũng không phải dạng vừa, Chảy dùng chiêu vật chất quyết định ý thức, phung tiền bồi thường cho Như để đổi lấy bình yên cho Pu. Nhà Chảy vỡ nợ nhưng bản chất tổng tài vẫn không bị biến mất đâu nhà ha ha. Nhưng hai cô phải cam kết ấy, là sẽ không được động vào Pu. Nhường đường cho Pu đi, và phải chăm sóc Pu. Nó nhức nhức cái đầu. Mày phải biết đầu tư, hiểu chưa? Có vài đồng bạc để đổi lấy sự bình yên cho Pu. Ok mà, ok mà. Tùy. Chà Tùy. Nhân tiện đã đến đây rồi, Chạy dạo quanh nhà và chấm được một căn phòng. Chạy lên kế hoạch thuê căn phòng đó để tiện thể trông chừng và bảo vệ Pu. Có người nào đến tán Pu thì hủy diệt nhanh gọn lẹ dứt khoát. Tuy nhiên, mong muốn của Chạy không thành hiện thực vì hiện căn phòng này đã được bác Vinh cho thuê mất rồi. Bác ấy bảo Chạy muốn thuê phòng thì đi chỗ khác chứ mình cũng không giúp được gì. Ta sẽ bỏ tiền ra để đuổi mấy đứa ở cạnh phòng Pu đi. Xong anh em mình dọn vào đấy ở cho nó gần gũi. Con Pu nó không đồng ý rồi này. Còn mấy đứa phòng đó chắc gì đã đồng ý. Bác giúp cháu lần này với. Cháu thích căn phòng này bởi vì nó ngay cạnh Pu. Mà cháu cũng đang muốn ở gần Pu nữa. Không được. Làm sao bác có thể đuổi người khác đi để cho cháu ở được? Cũng không được. Cháu phải ở cạnh để bảo vệ Pu chứ. Làm sao mà cháu yên tâm khi để Pu ở giữa hai con ma dại kia được. Việc này thì ngoài tầm tay của bác rồi. Cháu có thể ra khu ngoài kia để hỏi. Nhiều nhà cho thuê lắm. Nhá. Trở lại với Pu, cô về phòng và tìm mãi chẳng thấy số tiền đóng học phí của mình đâu. Tìm cái chi rửa? Tiền học phí của em mất rồi. Chuyện trước. Mà rõ ràng em đã để vào ba lô, kéo khóa cẩn thận. Mà lúc đến nộp học phí không thấy đâu cả. Có khi bị tụi nó móc túi rồi. Hoặc là rớt giữa đường không chừng. Pu nhớ lại lúc sáng mình có nhặt được cọc tiền rơi và quay sang nhìn chị đó Như. Nha. Làm như chị lấy tiền của mày không bằng á. Có thể lắm chứ. Ê, vừa vừa phải phải thôi nha. Chị La, em có muốn ở với con này đâu. Thôi, hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Pu, em bình tĩnh lại đi. Tìm kỳ lại xung quanh ở đấy xem có không. Chị Lê nhanh chóng ra tay dẹp loạn hai sứ quân. Chị cho em xin lại được không ạ? Pu cũng hỏi thẳng chị Như nếu như có nhặt được tiền của mình thì cho Pu xin lại. Tuy nhiên, Như khẳng định mình không hề lấy tiền của cô. Pu cũng không có bằng chứng số tiền đó là của mình thì làm sao mà Như trả lại cho cô được. Tại vì số tiền sáng nay chị làm rơi giống với số tiền em chuẩn bị để đóng học ạ. Lê, chị lên tiếng coi. Nó nói em ăn cắp kìa. Ý em không phải là như thế. Chỉ là có thể em sơ ý làm rơi. Mà em rất cần số tiền này để đóng học. Tiền nào mà trả giống nhau? Bộ trên chỉnh, có khi tên mày hay gì? Sao? Không có bằng chứng hả? Vậy thì khỏi có mong lấy lại. Nhưng mà có vẻ như chị Lê đã biết chuyện gì đó bởi khi Như tức giận nói bác Vinh đuổi Pu đi thì chị Lê đã lên tiếng bênh vực cho Pu và hỏi lại Như với chiếc giọng đầy phán xét. Em sẽ yêu cầu bác Vinh đuổi nó ra khỏi nhà. Pu, hắn đang không ở nhờ nhà mình, mà đang ở cùng mình. Bớt được cho em gần một nửa chi phí đó. Bỏ ngay cái dòng bếp đến nở đi. Mời đến. Cấy ngay. Mà lại phải đi lục ba lỗ của Pu. Đúng chưa? À, chết gì em ơi. Tao đi với mày. Tao
tốt nhất là tự tìm hướng đi cho mình. Tao với mày trẻ mà, sao phải chôn vùi thanh xuân vào chuyện vợ chồng, trong khi có thể đi trải nghiệm cuộc sống ngoài kia, đúng không? Mà tao thấy mày cũng có đam mê mà, sao mày không thử một lần? Cô muốn xuống Hà Nội thì con sẽ đi theo ạ. Sao tự dưng hôm nay cô lại nhớ đến trải xa ta? Tôi đến chị Lê còn tâm sự với cô khi thấy cô nhớ nhà và đang cảm thấy chơi vơi cho định hướng của mình. Nhớ nhà. Con Trai thì sao? Trai và Tạ cố gắng đi tìm phòng để thuê với Tiêu Chí trong bán kính cách khu 500m. Tình cờ sao một người phụ nữ ở quán nước đã giới thiệu căn phòng còn trống cho cả hai. Ở gần đây có chỗ nào cho thuê phòng trọ không nhỉ? Bán kính tầm 500m thôi. May giờ cậu đấy. Tôi còn một phòng nhỏ trong ngõ kia kìa. Chưa đến 500m đâu. Ngon, thì cô cho cháu vào xem luôn đi. Đi luôn. Vâng, đi luôn hả? Vâng, đi. Mới thuê được căn phòng, Trải đã bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. À nhầm, về cu cơ. Đúng là ông hoàng mộng mơ, suốt ngày cứ áo mộng ha ha. Wow. Cảm ơn anh Trải. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cái bàn trang điểm đấy. Nhưng mà đúng là ông trời thật biết trêu người. Vừa mới chốt được căn phòng kha khá ưng ý thì Trải và Tà đã nhận được thông tin. Thánh thần thì... Trần ướt chân giáo mới xuống Hà Nội còn thuê chúng phòng ấy nữa. Nghe xong Trải và Tà chỉ biết căn dân niệm Phật. Ngay chỗ phòng trọ nhà bà Nga Béo này này. Bà Nga Béo á? Vâng. Ủa thôi chết. Emotional damage. Làm sao hả cô? Ôi à, khiếp lắm. Đêm nào ấy, nó cũng hiện về trêu người ta. Không ai ở quá được một đêm đâu. Cái phòng đấy bây giờ để trống 2 năm rồi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Chập tối, hai thanh niên trên đường trở về nhà thì bỗng nghe âm thanh lạ lùng do một cô gái phát ra. Trải và Tạ quay lại thì thấy một bóng trắng đang ngã nghiêng ngả ngửa nên đã vắt giò lên cổ mà chạy. Không biết khi biết đó không phải là ma mà là người đã động tay động chân với Pu thì Trải sẽ nghĩ như nào ta? Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé!